Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Tốt KVN. Và trong video ngày hôm nay, dịp đầu của tháng 4 năm 2021, thì như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ cập nhật cho quý anh chị và các bạn về chương trình giá cũng như là chương trình khuyến mại mới nhất dịp đầu tháng 4 của chiếc xe Hyundai Tucson. Có lẽ là quý anh chị và các bạn chúng ta quan tâm về Hyundai Tucson trong cái dịp tháng 3 vừa qua, thì mình cũng thấy là rất nhiều những khách hàng mà quan tâm và cũng đã mua được xe trong Hyundai Tucson trong cái dịp tháng 3 vừa qua với những cái chương trình ưu đãi rất là tốt trong cái dịp tháng 3. Tuy nhiên sang cái dịp tháng 4 này thì vừa rồi thôi, Trung Giáp cũng mới cập nhật được lại một chút về chương trình của Hyundai Tucson. Về cơ bản mức giá cũng tương tự gần như là chương trình của tháng 3, tuy nhiên có một chút thay đổi về những cái chương trình về khuyến mại về phụ kiện, thì ngay bây giờ đây Trung Giáp cũng sẽ cập nhật luôn cho quý anh chị các bạn. Hiện tại thì Hyundai Tucson đang được phân phối tổng cộng tới 4 phiên bản, trong đó thì có 2 phiên bản máy xăng, 1 phiên bản turbo và 1 phiên bản máy dầu. Với Hyundai Tucson, về cái tình hình giao xe hiện tại thì tại đại lý của Trung Giáp hiện tại thì đang có đầy đủ xe có thể giao cho quý chị các bạn, với đặc biệt là với 2 phiên bản máy xăng, bản 2.0 bản tiêu chuẩn và bản 2.0 bản đặc biệt. Còn với phiên bản máy dầu và bản turbo thì hiện tại lượng xe này cũng sẽ về lác đác trong tháng, cũng sẽ về cơ bản cũng sẽ kịp và đủ giao được cho những khách hàng mà chúng ta có thể ký chờ trong cái dịp thời điểm này. Hiện tại cập nhật luôn cái chương trình giá mới nhất mà chúng ta vừa cập nhật được dịp đầu tháng 4 như sau. Với Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn, bản 2.0 bản tiêu chuẩn thì hiện tại thì đang có mức giá niêm yết là 799 triệu đồng. Và chương trình ưu đãi với bản tiêu chuẩn này thì hiện tại mức giá đang bán cho quý khách hàng là 784 triệu đồng. Đó là mức giá bán. Còn với chương trình của tháng 4 thì nhà máy cũng tiếp tục hỗ trợ cho phiên bản tiêu chuẩn này là đến tới 20 triệu đồng cho quý anh chị các bạn với Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn. Như vậy mức giá còn lại của phiên bản tiêu chuẩn sẽ là 764 triệu đồng cho quý anh chị của các bạn. Với mức giá như vậy thì chúng ta tính cho quý anh chị các bạn lăn bánh ở tỉnh của chiếc xe Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn, với mức áp thuế của bản tiêu chuẩn thì hiện tại đang là 799 triệu đồng. Như vậy thì lăn bánh ở tỉnh quý khách hàng chúng ta cần bỏ ra là 848 triệu đồng để được lăn bánh ở tỉnh. Còn lăn bánh ở Hà Nội thì quý anh chị các bạn chúng ta cần bỏ ra là 884 triệu đồng thì có thể lăn bánh ở Hà Nội với chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn. Tiếp theo của Hyundai Tucson đó là phiên bản đặc biệt, cũng là mà dung tích động cũng là máy 2.0 nhưng mà phiên bản đặc biệt với những cái trang thiết bị option được nâng cấp cao hơn một chút. Thì với phiên bản đặc biệt thì hiện tại thì đang có mức giá niêm yết là 878 triệu đồng. Mức giá bán hiện tại là 861 triệu đồng và chương trình ưu đãi đến từ nhà máy trong cái dịp tháng 4 này với bản đặc biệt là ưu đãi cho quý anh các bạn là 15 triệu đồng. Như vậy thì mức giá còn lại của phiên bản đặc biệt sẽ là 864 triệu đồng cho quý anh các bạn. Về chiếc xe 846 triệu đồng cho quý anh các bạn với chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt. 846 triệu quý anh các bạn nhé. Với mức giá như vậy thì lăn bánh ở tỉnh chúng ta tính cho quý anh các bạn là 938 triệu đồng là có thể lăn bánh được ở tỉnh. Còn lăn bánh ở Hà Nội thì quý anh các bạn chúng ta cần bỏ ra là 975 triệu đồng là có thể lăn bánh được chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt rồi. Còn phiên bản thứ ba đó là phiên bản turbo, bản 1.6 turbo. Bản turbo thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 932 triệu đồng. Và hiện tại thì mức giá bán cho quý anh các bạn hiện tại đang là 914 triệu đồng. Và với phiên bản turbo thì bên phía nhà máy cũng hỗ trợ thêm cho quý khách hàng trong dịp tháng 4 này là 15 triệu đồng. Như vậy mức giá hiện tại của phiên bản turbo sẽ là 899 triệu đồng là giá xe. Như vậy thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, như vậy thì mức giá lăn bánh ở tỉnh mình tính cho quý anh các bạn là 997 triệu đồng và lăn bánh ở Hà Nội cho quý anh các bạn là 1 tỷ 036 triệu đồng với Hyundai Tucson phiên bản turbo quý anh các bạn nhé. Còn đối với phiên bản máy dầu hiện tại thì chỉ có một phiên bản duy nhất là phiên bản đặc biệt, hiện tại đang có mức giá niêm yết là 940 triệu đồng. Với phiên bản máy dầu hiện tại đang giá bán cho quý khách hàng là 922 triệu đồng và phiên bản máy dầu cũng được ưu đãi tương tự như phiên bản turbo và phiên bản đặc biệt là 15 triệu đồng. Như vậy thì mức giá còn lại của phiên bản máy dầu cho quý anh chị các bạn sẽ là 907 triệu đồng. Và mức tính cho quý anh chị các bạn lăn bánh ở tỉnh của phiên bản máy dầu sẽ là 1 tỷ 004 triệu đồng và lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 042 triệu đồng cho quý anh chị các bạn. 1 tỷ 004 và 1 tỷ 042 quý anh chị các bạn đó. Đó chính là cái mức giá cập nhật mới nhất về chương trình ưu đãi cũng như là giá lăn bánh của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản cho cả mỗi phiên bản dịp đầu của tháng 4 năm 2021. Mức giá này thì chúng ta tính là cũng gần là tương tự như chương trình của tháng 3, nên quý khách hàng chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm là chương trình ưu đãi vẫn được giữ nguyên trong tháng 3 và tháng 4 là tương tự như nhau. Còn về những cái chính sách về những khách hàng mua trả góp thì hiện tại thì tại đại lý của chúng ta cũng đang có những cái chương trình ưu đãi cho những khách hàng trả góp với những cái mức lãi suất đang rất là tốt trong cái dịp đầu tháng 4 này. Đâu đó mức lãi suất chỉ rơi vào khoảng tầm 0.69 cho quý vị các bạn
trong thời gian là 1 năm đầu tiên cho quý anh bạn. Đó là cái chương trình ưu đãi. Còn về mặt hồ sơ tiếp theo thì tại đại lý của Trung Giáp với những khách hàng trả góp thì cũng đang là hỗ trợ cho quý anh các bạn về mặt hồ sơ một cách nhanh gọn nhất, bằng cách là chứng minh tài chính. Thì quý khách hàng hầu như đợt thời điểm này các bạn không phải chứng minh quá nhiều, mà đại lý sẽ hỗ trợ quý anh các bạn một cách là nhanh gọn về chứng minh tài chính. Quý anh các bạn chúng ta chỉ cần những cái hồ sơ cơ bản, ví dụ như là chứng minh thư, sổ hộ khẩu và đăng ký kết hôn, thì hoàn toàn các bạn có thể là mua trả góp chiếc xe Hyundai Tucson cho cả 4 phiên bản này một cách nhanh gọn nhất tại cái thời điểm này cho quý anh các bạn. Còn về những cái khuyến mại thêm về mặt phụ kiện thì sao? Thì tại đại lý của Trung Giáp cũng bao giờ cũng vậy, có những cái chương trình ưu đãi thêm về mặt phụ kiện. Ví dụ như là có thể tặng thêm quý anh chị các bạn với Tucson thì tặng thêm về chương trình ưu đãi, ví dụ là thảm sàn, bọc vô lăng da, nước hoa, thẻ dịch vụ bảo dưỡng. Ngoài ra này còn những chương trình ưu đãi mới, ví dụ như là hoặc là có thể các bạn có thể tặng về dàn kính cách nhiệt cho quý anh các bạn. Tùy từng thời điểm mà quý anh các bạn chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc thì Trung Giáp sẽ có những cái chương trình linh động thêm về chương trình ưu đãi cho quý anh chị và các bạn. Và trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng bản tiêu chuẩn. Đây cũng là một bản mà hiện tại thì đang có những cái chương trình đang giành được nhiều cái sự ủng hộ đến từ khách hàng, do là đây là phiên bản thứ nhất là cái mức giá cũng tương đối là tốt cho quý anh chị các bạn trong cái tất cả 4 phiên bản của Hyundai Tucson, mà những cái tính năng an toàn và xe để trang bị rất là đầy đủ cho quý anh chị các bạn. Với phiên bản tiêu chuẩn này thì có thể kể tới những cái tính năng nổi bật như các bạn, ví dụ như là các bạn được trang bị về cơ bản về phần đầu xe và mặt ca lăng chiếc thì tương tự như phiên bản đặc biệt, không có đặc điểm gì thay đổi. Các bạn vẫn được trang bị là cái mặt ca lăng, là mặt ca lăng ở đây là hình lục giác và đều được ốp mạ chrome theo những cái bản lan ngang song song cho quý anh chị các bạn. Ngoài ra thì về phần công nghệ đèn thì quý anh chị các bạn cũng được trang bị ở đây là đèn bi halogen cho quý anh chị các bạn. Trong cái cụm đèn vẫn được tích hợp cái dải đèn led ban ngày cho quý anh chị và các bạn. Đó, gần như là phiên bản tiêu chuẩn thôi, nhưng Hyundai trang bị cũng rất là đầy đủ cho cái phiên bản cho cái chiếc xe này cho quý anh chị và các bạn. Về phần gương, ví dụ như là tính năng nổi bật tiếp theo, ví dụ phần gương xe vẫn được tích hợp là gương gập điện, chỉnh điện và có cụp gương tự động cho quý anh chị các bạn. Đó, tay nắm cửa thì vẫn được ốp mạ chrome, đó là những cái đặc điểm nổi bật nhất mà Trung Giáp đã từng giới thiệu đến quý anh chị các bạn rồi. Ngoài ra, ví dụ như sang phần sâu phần này, về phần đằng sau xe này của bản tiêu chuẩn thì các bạn vẫn được trang bị những cái tính năng an toàn, ví dụ được tích hợp ở đây là camera lùi được tích hợp trực tiếp theo xe ở đây. Camera lùi trực tiếp theo xe, ngoài ra thì cũng được trang bị là 4 cảm biến lùi đằng sau này cho quý anh chị và các bạn. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất mà nổi bật nhất của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn này. Vậy thì trong cái chương trình của tháng 4 này, Trung Giáp cũng đã báo giá cho quý anh chị các bạn rồi. Những quý anh chị các bạn nào chúng ta quan tâm về Hyundai Tucson phiên bản cho cả 4 phiên bản dịp đầu của tháng 4 năm 2021 này, mà các bạn anh quý anh chị các bạn chúng ta thắc mắc hay là lăn tăn về vấn đề gì thì hãy liên hệ trực tiếp với Trung Giáp theo cái số hotline mà Trung Giáp đặt ngay bên dưới video này để có thể là báo được cho quý anh chị các bạn về chương trình giá, chương trình khuyến mại mới nhất, tốt nhất tại cái thời điểm mà quý anh chị chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật được những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Tucson. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn.